Cầu tình. Carlu Most. Cầu tình. Dobrý den. Xin chào các bạn. Hôm nay thì chúng ta sẽ học phát âm những phụ âm mềm. Các bạn có thể xem trên trang 33. Đa số ở trong tiếng Séc thì chúng ta viết có dấu hashtag ở trên. Có phải là cái nóc nhà ngược phải không? Không biết như thế nào, mình chỉ như thế này được. J, sh, ch, r. Để mình thử lại xem như thế nào, từ đó nhé. Tròn, môi tròn. J, sh, ch, j. Các cái phụ âm này thì đối với người Việt thì rất là khó phát âm, nên là chúng ta sẽ có những cái bài tập và cùng Irka thử học cách phát âm chuẩn. Chữ đầu tiên là chữ jet. Jito. Jebro. Geneva. Žák. Žárovka. Žirafa. Žákovská kniha. Žně. Žíně. Žába. Blažej. Pražený. Božena. Pražák. Muž. Manžeta. Chữ tiếp theo là chữ ash. À, nó giống như chữ sờ tiếng miền Trung của Việt Nam. Và chúng ta sẽ làm một bài tập là như thế này. Irka sẽ đọc các ví dụ trong sách và các bạn hãy theo dõi, chú ý và hãy đánh số thứ tự những cái từ nào mà Irka đọc trước. Chúng ta hãy bắt đầu. Sau đó chúng ta cùng kiểm tra. Šeptat. Šála. Široký. Šašek. Šaty. Paštika. Prášek. Pošta. Šunka. Šídlo. Řešeto. Šelest. Bešamel. Šnek. Šípek. Šumava. À, và bây giờ chúng ta hãy xem lại kết quả đúng và chúng ta hãy cùng kiểm tra nhé. Šeptat. Šála. Široký. Šašek. Šaty. Paštika. Prášek. Pošta. Šunka. Šídlo. Řešeto. Šelest. Bešamel. Šnek. Šípek.
Shumava. Chữ tiếp theo là chữ S. Cái gì? Đọc lại xem nào. S. Cái chữ này trong tiếng Việt Nam không có. Chữ S thì các bạn có thể thử phát âm như sau để dễ tập. Các bạn bắt đầu phát âm chữ T. Sau đó thì nói chữ R. Tr. 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 Sau đó thì nói rất là nhanh, giống như là siêu nhanh. Tr. Tr. Nó thành R. Nó thành chữ R. Tr. Mạnh tr. Hơn nữa. Tr. Đó, nghe được rõ ràng rồi. Yerka có một chuyện cho các bạn. Các cháu Séc thì cũng phải tập chữ này. Chữ R này cũng rất khó cho họ. Và có một bạn thì đã đập chữ này cả hai tuần nghỉ hè. Khi nhỏ đi một vòng nhà nông thôn và ôn lại, nói lại cái từ Jericha. Nó là cái bông hoa đã nở đó. Và sau hai tuần đó thì nói được. Có nghĩa là lưỡi vẫn uốn được phải không? Phải luyện tập giống như võ đào đấy. Vậy các bạn hãy sẽ nghe nhiều ví dụ thêm để có thể phân biệt và học cách phát âm được nhé. Rýzek. Řepa. Řemeslo. Řeka. Řešeto. Římsa. Říp. Řím. Řecko. Říkat. Pařes. Nářek. Přísloví. Břeclav. Chữ tiếp theo là chữ che. Chờ. Giống như là chữ TR của mình Trung Việt Nam. Và bây giờ chúng ta hãy xem các ví dụ trong sách dưới chữ che này. Và bây giờ các bạn sẽ nghe Yerka nói và hãy phân biệt trong cái từ đấy có bao nhiêu âm tiết thì các bạn viết con số âm tiết đấy lên từ đó. Sau đó chúng ta cùng kiểm tra. Číslo. Čelo. Čekat. Česat. Čáp. Čistý. Čepice. Čeněk. Čokoláda. Česnek. Učesat. Boční. Mléčný. Vařečka. Nočník. À, và bây giờ chúng ta hãy xem lại kết quả đúng và chúng ta hãy cùng kiểm tra nhé. Číslo. Čelo. Čekat. Česat.
Čáp. Čistý. Čepice. Čeněk. Čokoláda. Česnek. Učesat. Boční. Mléčný. Vařečka. Nočník. Bây giờ mình nhảy sang chữ yeah. À, chữ đó thì các bạn sẽ tìm thấy ở trang 34. Và cái chữ này nó sẽ đọc như là chữ y dài trong tiếng Việt. Ví dụ là yêu. Ya. Yak. Ye. Jihlava. Jinovatka. Jistota. Papája. Liána. Mijeme. Pijavice. Chữ tiếp theo là chữ tse. Cái gì cơ? Tse. Sa. Các bạn có thể thử phát âm như sau. Bắt đầu phát âm chữ t. Sau đó thì nói sơ. Tse. Tse. Tờ và sờ. Tờs. Nếu như mà các bạn phát âm mạnh đồng thời thì nó thành tse. Tse. Tờ. Đúng rồi. Hết cả hơi. Và bây giờ trong dưới phần ví dụ các bạn sẽ lắng nghe Yerka nói các câu và các bạn hãy xem là trong câu nói đó có từ nào trong cái phần ví dụ của chúng ta và hãy đánh dấu thứ tự. Ta cibule je drahá. Máte ty směrnice vaší firmy? Kde je ceník? Našel jste již novou práci? Jaká cena je za první místo? To je naše cuketa ze zahrádky. Pojďme dělat cvičení. Nemám rád cukr. Và bây giờ chúng ta hãy kiểm tra lại bài tập và sẽ xem kết quả đúng thứ tự là như thế nào. Cibule. Směrnice. Ceník. Práce. Cena. Cuketa. Cvičení. Cukr. Nhưng mà cái chữ này với cái chữ S nó cực kỳ là giống nhau và khó phân biệt cực kỳ. Có cái bài tập nào có thể tập thêm được không ạ? Cái này chúng ta nên luyện tập một chút. Tại vì nhầm chữ thì cũng đổi ý nghĩa của ý định mình muốn nói. Thế thì mời các bạn xem trên trang 35 của tài liệu. Cibule. Cena. Seno. Práce. Prase. Khi mà mình vừa nghe Yerka nói hai cái từ nó na ná giống nhau thì Yerka vừa nói práce là công việc và prase là con lợn hoặc con heo. Thế thì Yerka đã bao giờ nghe thấy người Việt nói Yerka là con heo chứ không phải là Yerka có việc làm chưa? Vậy hôm nay là đã học xong rồi ạ. Xong gì? Trong 34 còn 3 chữ, đợt tờ N gì mới có cái dấu này này.
nữa mà. Mình không quen đâu. Lần sau thì Yerka kể cho Sang chuyện về những phụ âm bị nguyên âm biến hóa thành mềm. Phụ âm bị biến hóa thành mềm. Vậy hẹn gặp các bạn lần sau. Xin chào. Naskledanou. Karluf Most. Karluf Most. Ahoy. Ahoy.